Riêng về vấn đề trị bệnh này thì các anh chị mình cứ uống ha, đừng có nản. Trị bệnh này các anh chị đừng nản ha, uống đi, không có tính ngày tính tháng được đâu. Và có khi uống vài ngày nó sẽ có tin vui, có khi uống cả năm, bởi vì mức độ bệnh nặng nhẹ của chúng ta. Có người bệnh quá nặng, để quá lâu thì sẽ bệnh nặng thôi. Bởi vì chúng ta bị bệnh cho nên chúng ta mới không có vấn đề đó, không có con thôi. À, nhưng mà nó nhẹ thì uống vài ngày, còn nếu nặng thì uống có khi vài tháng, khi cả năm. Nhưng mà có tin vui là được. Thay vì chúng ta uống rượu uống trà thì chúng ta uống cái này, nó có tác dụng cao hơn, nó có tác dụng tốt cho cơ thể chúng ta. Xin chào cô bác anh chị. Thì hôm nay hãy sẽ chia sẻ cho cô anh chị mình một cái loại dược liệu mà nó có thể trị được cái bệnh tiểu đường. Nó có thể trị được cái bệnh bạo tiết. Thì bệnh bạo tiết thì cô bác anh chị mình biết là bệnh gì đúng không? Đó là những cái bệnh mà rất là khó nói. Dị tinh mộng tinh, xuất tinh sớm rồi yếu, rồi yếu mềm, liệt rồi đó. Cái thứ hai nó quan trọng nhất là nó sẽ trị được cái bệnh hiếm muộn. Thì nếu như hợp cơ địa với loại thuốc này, loại dược liệu này, chúng ta chỉ sử dụng một độc vị thôi, độc vị một loại thuốc thôi, một loại dược liệu thôi, nếu hợp cơ địa thì rất là tuyệt vời. Và cái loại dây này thì hiện tại thì mình thấy thì nó cũng hiếm đó. Thì nhưng mà hiếm nhưng vẫn có các bác chị mình ha. Chúng ta nếu mà chúng ta quyết tâm trị bệnh thì chúng ta sẽ tìm ra thôi. Mà nếu mà chúng ta không quyết tâm thì cũng khó nói ha các bác chị mình ha. Còn về Tây y, về trị về bệnh hiếm muộn, về đời Tây y thì nói chung cũng rất là nhiều cách. Nhưng quan trọng là mỗi người có một cái kinh tế khác nhau. Người ta nghèo khổ làm gì to có mấy chục triệu, cả trăm triệu để trị được cái bệnh này, đúng không cô bác chị? Thì nếu mà chúng ta không có tiền thì chúng ta phải nương nhờ vào những cái vấn đề là rẻ tiền. Đó là thuốc nam là rẻ tiền nhất trong các loại thuốc. Thuốc bắc cũng hơi mắc hơn thuốc nam. Đó, thuốc nam là rẻ tiền nhất nhưng hợp cơ địa thì nó sẽ rất tuyệt vời. Đó là cái loại dây gì mà hôm nay mình muốn lấy chia sẻ đến cô bác chị mình. Đây nè cô bác chị. Đây là cái dây tơ hồng vàng. Dây tơ hồng này theo mình biết là nó có hai loại, dây tơ hồng xanh và dây tơ hồng vàng. Dây tơ hồng xanh thì mình thấy ở những cái đám chòi mà chòi thấp thấp á, ở cặp suối rồi này nọ, nói chung là ẩm ẩm thấp thấp á, thì nó sẽ có rất là nhiều, nó đã có thì có rất là nhiều. Còn riêng dây tơ hồng vàng này thì mình thấy nó hơi hiếm hơn dây tơ hồng xanh, nhưng nó vẫn có ở Việt Nam mình, vẫn còn và vẫn có. Nếu mà không có thì tại sao Hải cầm ở trên tay đây, đúng không của anh chị mình ha? Thì dây tơ hồng vàng này nó trị được những bệnh tiểu đường nè, tạo tiết và bệnh hiếm muộn. Thì hôm nay cái quan trọng là mình sẽ chia sẻ cho các anh chị mình cái bài thuốc trị hiếm muộn ha. Mình sẽ chia sẻ ở cuối video, của anh chị mình xem hết video để chúng ta lấy cái bài thuốc ha. Mình cũng thông báo là cái bài thuốc trị hiếm muộn từ cái dây tơ hồng vàng này ở vùng cao, vùng Tây Bắc á, mình thấy mình cũng đọc thông tin và xem trên nói chung là YouTube này nọ, thì mình thấy cũng có một số người đã áp dụng trị cái bệnh hiếm muộn, mà ở đây là trị cho nam ha các anh chị mình ha, trị cho nam, trị hiếm muộn từ dây tơ hồng vàng này, sau 7-8 năm gì đó không có con thì chú đó mới sử dụng cái dây tơ hồng vàng này để trị độc vị thôi. Nhưng mà tới bây giờ thì chú ấy đã có mấy người con rồi, 2-3 người con gì rồi. Nhưng mà do là hợp với cơ địa, hợp với bài thuốc ha các anh chị mình ha. Nhưng mà chúng ta không sử dụng thì chúng ta không biết chúng ta hợp hay không đâu. Chúng ta phải sử dụng rồi chúng ta mới biết được. Người ta gọi là phước chủ mai thầy là vậy các anh chị mình. Rồi. Để có bài thuốc trị tiểu đường từ cái dây tơ hồng vàng này rất đơn giản thôi. Các anh chị lấy cho Hải là 1 kg dây hồng vàng tươi. Dây hồng vàng nhưng mà nó tươi. Đó. Loại bỏ những cái dây tơ hồng vàng đen này ra đi. Nó bị khô rồi. Đó, lấy cái tươi này thôi nè, tươi vậy thôi nè. 1 kg. Và cô bác anh chị ngâm qua nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo cho Hải và cắt khúc khúc ra. Cô bác anh chị bỏ vào cho Hải một cái hũ, cái hũ bự bự chút ha, tại vì nó 1 kg lực cho nên nó bự bự chút. Bỏ vào cái hũ đó ém xuống, ém cho nó xuống, đừng cho nó sập xốp lên, ém cho nó dẻ xuống. Cô bác anh chị đổ vào đó cho Hải là nửa lít mật ong rừng thiên nhiên, nửa lít mật ong rừng thiên nhiên ha. Rồi, và cô bác anh chị đừng có để cái dây tơ vàng này nó nổi lên trên, để cho nó nằm dưới cái mật ong á, để chúng ta ngâm mà. Rồi các anh chị đậy nắp lại và các anh chị ngâm cho Hải 10 ngày sau thì các anh chị vớt ra và để cho nó ráo thật ráo đi, nhớ là để ráo thật ráo ha. Và các anh chị đem ra phơi nắng, phơi chừng nào cho nó khô thật khô. Rồi các anh chị vào là các anh chị làm cách nào đó, nghiền nát hay là xay nhuyễn bằng thành bột, hay là nghiền thành bột, hay là đâm thành bột gì không biết, thì các anh chị mình làm sao cho nó thành bột ha. Sau khi chúng ta đã có bột rồi thì chúng ta sẽ xe lại thành từng viên, cái viên nang á, thành từng viên, mà cái kích thước cái viên thuốc á, nó bằng cái hạt đậu đen. Nếu trong khi chúng ta vò viên á, mà nó
nó khô quá, thì của bác anh chị mình bỏ một ít mật ong vào đó, và của bác anh chị trộn lên cho nó còn nó hơi ẩm ẩm á, để chúng ta dễ vò viên đó. Rồi nhớ kích thước cái viên thuốc là bằng hạt đậu đen ha. Rồi chúng ta sẽ, nếu nó ẩm quá thì chúng ta sẽ hong khô lại, và chúng ta sẽ bỏ vào vào hũ chúng ta để sử dụng dần, để vào hũ khác nha, chứ không phải để vào cái hũ có mật ong đâu, để vào cái hũ khác khô ráo mà chúng ta sẽ để sử dụng dần. Mỗi lần sử dụng thì của anh chị mình là tùy theo mức độ bệnh nặng nhẹ, thì của anh chị sử dụng cho Hải từ 30 đến 50 viên như vậy, cái viên bằng hạt đậu đen thôi nha. Đó, hạt đậu đen viên nhỏ như thế này. Nếu nhẹ thì chúng ta sử dụng 30 viên, còn nếu nặng thì 40 đến 50 viên. Mỗi ngày chúng ta sử dụng được một hoặc hai lần như vậy, sau bữa ăn 5 phút. Đó. Như vậy thì chúng ta đã có một cái bài thuốc trị tiểu đường từ cái dây tơ hồng vàng này. Ngoài ra thì trong kênh của Hải cũng rất nhiều cái bài thuốc trị tiểu đường. Bởi vì sao mà Hải nói lên như vậy? Bởi vì mọi người có một cái cơ địa khác nhau. Riêng cái bài thuốc này là chúng ta phải sử dụng mật ong rừng thiên nhiên. Nếu không có mật ong rừng thiên nhiên thì của anh chị mình nên đổi cái bài thuốc khác. Bởi vì mật ong nuôi thường người ta nuôi là có đường, mà bị tiểu đường mà lấy mà sử dụng cái đường mà cái đường nhân tạo thì cũng không được. Riêng cái mật ong rừng thiên nhiên á thì nó không có đường nhiều, cái tỷ lượng đường nó không có nhiều, cho nên chúng ta sử dụng trong cái bài thuốc trị tiểu đường được ha. Còn riêng mà mật ong nuôi á thì số cái tỷ lệ đường nhân tạo á, rất là nhiều, chúng ta không có áp dụng để chúng ta sử dụng bài thuốc này ha. Rất là nhiều bài thuốc trị tiểu đường, ví dụ như là lá ổi nè, lá điều nè, lá điều là trị tiểu đường nặng đó, lá ổi này, lá xài nè, đó trị tiểu đường rất tốt, hoặc là lá sa cơ, hoặc là nói chung là rất nhiều, trong kênh Hải rất nhiều bài thuốc trị tiểu đường đó. Rồi đó là cái bài thuốc trị tiểu đường. Rồi bài thuốc thứ hai là cái bài thuốc trị hiến muộn tạo tiết. Ngoài ra nó sẽ giúp mát cơ thể và trị được cái mụn nhọt cho chúng ta ha. Để có bài thuốc này thì cô bác anh chị sử dụng cho Hải là 30g dây tơ hồng vàng tươi, 30g dây tơ hồng vàng tươi. Cô bác anh chị ngâm qua nước bôi loãng, rửa qua nước sạch để ráo đi, và cô bác anh chị bỏ vào một cái nồi cho Hải, đổ cho Hải là ba chén nước, cái chén để mình ăn cơm á, ba chén, và nấu sắc lại cho Hải còn một chén đó của bánh chìm, uống một lần, uống trước quan cũng được, sau quan cũng được ha. Như vậy thì mỗi ngày chúng ta sẽ uống từ 2 đến 3 lần đó, trước bữa ăn cũng được và sau quan cũng được. Thì như vậy thì nếu chúng ta không có thời gian thì của anh chị mình nấu một lần và uống một ngày, thì của anh chị lấy cho Hải là 90g cái dây tơ hồng vàng xanh, tơ hồng vàng tươi như thế này đó, 90g dây tơ hồng vàng tươi. Của anh chị ngâm vào nước muối loãng để rửa qua nước sạch để ráo, và của anh chị bỏ cái nồi, đổ cho Hải chín cái chén nước, nấu sắc lại còn ba chén đó của anh chị chia làm 3 lần uống trong ngày cho Hải. Như vậy thì chúng ta đã nấu một lần và uống một ngày. Nếu như hợp cơ địa thì rất tuyệt vời. Thì của anh chị mình sử dụng đến khi nào mà chúng ta, nếu mà chúng ta sử dụng bài thuốc này, chúng ta phải sử dụng thường xuyên ha. Người ta hay thường nói là cái dây này có độc, nhưng không có độc, của anh chị mình đã có người sử dụng rất nhiều rồi. Đó. Quan trọng là có hợp cơ địa để hết bệnh cho chúng ta hay không thôi. Riêng về vấn đề trị bệnh này thì của anh chị mình cứ uống ha, đừng có nản. Trị bệnh này của anh chị đừng nản ha, uống đi, không có tính ngày tính tháng được đâu. Và có khi uống vài ngày nó sẽ có tin vui, có khi uống cả năm, bởi vì mức độ bệnh nặng nhẹ của chúng ta. Có người bệnh quá nặng, để quá lâu thì sẽ bệnh nặng thôi, bởi vì chúng ta bị bệnh cho nên chúng ta mới không có vấn đề đó, không có con thôi đó. Nhưng mà nó nhẹ thì uống vài ngày, còn nếu nặng thì uống có khi vài tháng, khi cả năm, nhưng mà có tin vui là được. Thay vì chúng ta uống rượu uống trà thì chúng ta uống cái này, nó có tác dụng cao hơn, nó có tác dụng tốt cho cơ thể chúng ta. Rồi thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong cho các anh chị mình là hai cái bài thuốc rất tuyệt vời từ cái dây tơ hồng vàng. Thì cảm ơn các anh chị mình đã theo dõi đến cuối video, thì và cảm ơn các anh chị mình là đã luôn đồng hành và ủng hộ trong suốt khoảng thời gian qua. Thì Hải không biết nói gì hơn là cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều. Thì cuối video Hải cảm ơn và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.